gì không? Có việc đấy. Việc gì? Hôm qua anh đấy vào nhà em ăn trộm gà. Thế là lên nướng cái gà hôm qua ấy. Gà nào? Cái gà hôm qua mình ăn đấy. Qua ăn của anh cầm đi, em giả. Gà ăn trộm nhà em. Đừng có lôi. Hôm qua em về nhá, gà đang ốc không có đâu. Gọi anh hộ ra đây, em không nói nhiều với anh. Lúa không nhá. Gọi ra đây, gọi anh hộ ra đây. Dơ mất gà đi, đi vào đi đúng bạn rồi. Gọi anh hộ ra đây cả anh em. Cùng với gà. Em không nói nhiều với anh nữa. Gọi anh hộ ra đây. Gọi ngay anh hậu ra đây, em không thích nói nhiều đâu đấy. Gọi ngay ra đây, dám trộm gà nhà bà à? Hôm nay nha, mà không giả gà nhà bà nhé. Bà có lâu mà về, bà ngồi đây. Em mới đến gọi gà. Tôi đuổi gà, tôi đuổi gà gì ở đây, nó tiết tấn tại ngoài kìa. Nhưng phát hiện rồi. Nó tiết rồi. Chết mẹ. Bạn bỏ đuổi gà đi mua, mà nó cứ bỏ đuổi gà nhà mua. Nó đang ngồi ngoài kìa. Chết mẹ. Thôi, hay hậu ra cũng lượm lời, hậu nói mẹ nó đi. Chứ giờ bạn nói nó mẹ nó bụng bạn thì sao? Mẹ em qua chốt mồm mà nó ăn mà. Ừ, nó ăn mạnh nhất đi chứ. Ôi, mẹ sao mà lâu thế? Ôi, mẹ sao mà lâu ra để mình. Ôi, mẹ cái con này. Ôi. Gì nữa? Gọi nhanh lên, sao cứ phải trốn rồi đấy? Anh hậu ơi, ra đây đi. Không phải trốn đâu, ăn trộm gà nhà người ta mà còn phải trốn à? Càng như thế càng lộ nhá. Anh ơi. Thế, bạn ơi. Anh hậu ơi, ra giả gà cho em. Đừng mà trốn như thế. Gà mua cứ đổ rồi nè. Bạn ơi. Ta giả gà đang ốp cho em. Bạn ơi. Mà trốn. Anh ơi. Anh Hậu ơi. Anh ơi. Gà không phải anh ăn trộm. Làm gì có. Con gà mái nhà em đang ốp, anh ăn trộm gà nhà em. Ôi buồn cười nhỉ. Anh này còn giả vờ trốn trong đây. Em bảo anh đổ gọi dậy. Anh giả vờ trốn trong đây gõ cửa. Em không thèm nói. Anh đang ngủ. Ngủ cái gì? Tự nhiên sao em biết anh mà đến đây? Em tìm nha, anh tìm nhà em. Ôi em buồn cười nhỉ? Anh tìm được nhà em nha, em tưởng anh tán em nha, mà không phải anh vào trộm gà nhà em. Không, anh tán em thật nhưng mà anh làm trộm gà đâu? Hôm qua cái gà mình ăn ấy, ăn gà luộc ấy, anh trộm gà ốc, đang ốc nhà em. Có mỗi một con gà mà anh đã trộm đi còn gì là gà nữa. Đâu phải, em nhầm rồi đấy. Gà đi mua. Anh mua mà. Hôm qua em đừng có mà chối. Hôm qua anh mời em ăn gà đúng không? Sao em lại bảo em trộm gà lên thế nào? Hôm qua nướng gà xong về em vào gà xem gà nhà em không có cái con gà kia nữa. Từ em đừng mồm điêu đi. Anh mời em ăn gà rồi em phải đổ tội em trộm gà em. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Anh thật không? Thật. Ồ. Em lôi ra được thì anh làm nào? Thì anh ấy thôi, thì anh chả có bằng chứng gì cả. Ừ đúng rồi, tự nhiên ra đổ ra trộm gà. Hôm qua vào ăn trộm gà nhà người ta xong lên nướng giả vờ rủ người ta lên ăn tưởng thế nào? Anh mời em ăn. Đúng rồi, nhưng mà có phải gà nhà em đâu. Anh đi mua mà. Gà đấy gà nhà em. Nó chạy lạc chợ. Chạy lạc. Ơ em buồn cười vừa rồi. Anh buồn cười, anh bảo nhà em anh ăn trộm cái gì nữa. Anh bảo anh mục đích là tán em, anh mời em đi ăn gà mà anh ăn trộm gà nhà em. Rồi thôi thôi nghe. Nay đến làm gì? Bắt đèn. Bắt đèn, đòi gà. Đòi gà thì em ăn rồi. Khéo mẹ em đi mà sợ bãi. Nhận rồi nhá. Chắc là mẹ em cảm thấy nhận sợ. Nhận rồi. Không nhá. Anh chưa nhận, anh chưa nhận. Ây à thôi. Chối à. Thôi nhưng mà gà ngon. Gà ấy rồi. Đền đi. Ây à. Đền. Đền gì? Đền gà. Không có. Đền gà giả ba. Gà thịt rồi, em ăn rồi, anh ăn rồi. Ôi trời ơi. Buồn cười nhờ. Buồn cười quá. Ôi trời ơi, buồn cười quá. Thôi đau đau mày. Ấy nhá, thôi nhá, thôi nhá. Thôi. Đền gà. Đền gì mà đền. Còn lâu mà em mới về hôm nay không có gà. Thế hú đi, đóng cửa, đi ra. À, hả? Hâu. Anh làm gì? Anh làm gì? Anh lừa. Thôi đi vào đây, đi vào đây. Anh làm gì đây? Hả? Ôi. Này, thế có thích gà nào? Hả? Gà. Gà đâu? Tuổi toàn. Gà quan. Ôi em đừng có kiểu đấy. Bây giờ nó đứng ngoài đấy nhá. Bây giờ bạn xử lý chưa? Bạn xử lý chưa? Hậu chuyện lớn đi. Đã xử lý là đứng ngoài canh các bạn. Bây giờ đi làm sao? Thôi anh ơi. Làm sao? Thôi. Đừng có nhầm. Cho em ra ngoài. Cháu ra. Ta một khi vào đấy. Đừng mơ bước ra. Em xin lỗi. Em không bắt đền gà nữa. Anh Độ ơi cứu em. Anh ơi cứu em. Anh Độ ơi. Cứu gì mà cứu anh đây. Cứu gì ra. Anh Độ ơi cứu em. Cứu gì mà cứu. Cứu em. Anh Độ ơi. Này. Này 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 này. Chạy đâu chạy đâu chạy đâu. Chạy đâu. Hả? Cứu em. Thích gọi gà không? Tại hả? Xin lỗi. Thế có thích gọi gà đâu? Em ăn rồi.
hồi thích là ở đây luôn. Anh cần hết luôn. Em xin lỗi, em đi về. Xin lỗi gì mà xin lỗi? Xin lỗi, em đi về. Xin lỗi gì mà xin lỗi? Xin lỗi mà. Anh đã trộm gạo em rồi, anh đã sai rồi. Thôi đi vào đây, anh sửa sai cho em nhá. Thôi em xin lỗi mà. Không xin lỗi cả, đi vào đây, đi vào đây. Thôi em xin lỗi. Ok ok, chạy đâu? Ôi sai rồi. Anh thế là không bắt gà nữa à? Lấy gà em đi. Lấy gà em đi. Đừng thế nào. Đừng thế nào, đeo anh thua. Anh em ạ. Mẹ, tí thì tòi. Dám ăn trộm gà nhà bà, bà sẽ ăn trộm thú cưng nhà mày. May còn chạy thoát, tí bỏ mạng ở đấy. Thiên trộm không? Mino, thế mà anh chạy theo. Ngồi đi bà chuồng cho đâu, nhanh. Nhanh mày đạp cho phát rồi. Ấy đẹp là trộm, là trộm. Tại bế mày vào phòng bây giờ đấy, nhanh lên. Mày phát hiện kịp anh em ạ. Không thì tí nữa thì mất. Cay thật. Ngồi về chuồng ấy. Kiến hết cho người ấy. May mà tóm kịp ấy, đi về.